anh nghĩ thì ta nên chia tay em. Còn gì mà níu kéo rồi làm dài thêm nỗi đau. Đừng cố chấp sống thế chỉ khiến em buồn. Tốt hơn là hay quay mặt bước đi, hay xem như là vì nhau. Chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình World Cup của nghệ sĩ. Và nhân vật trong trình ngày hôm nay của chúng tôi đó chính là ca sĩ đang rất nổi tại thành phố Hồ Chí Minh, nam ca sĩ Phạm Trường. Phạm Trường xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình World Cup và nghệ sĩ của đài truyền hình Việt Nam. Và chúc cho tất cả chúng ta có một mùa World Cup thật là vui vẻ và nhiều điều thú vị. Có lẽ là ca sĩ Phạm Trường cũng rất là yêu World Cup và anh cũng đã theo dõi rất là nhiều các trận đấu tại World Cup năm nay. Không biết cái cảm nhận anh về World Cup năm nay thế nào? Nói chung thì vừa khai mạc xong thì những trận đấu rất là hấp dẫn, cái tỷ số cũng khá là nhiều, làm chúng ta có một cảm giác hứng thú khi xem những cái bàn thắng đẹp mắt và những trận cầu gay cấn. Với anh Phạm Trường có hay đá bóng không nhỉ? Trường thì là một người rất là đam mê thể thao và đặc biệt là bóng đá, môn vua thể thao thì Phạm Trường rất là đam mê và đá rất là thường xuyên. Nhiều bạn bè chọc thì Phạm Trường là một ca sĩ, nhưng nhiều lúc đá bóng nhiều hơn đi hát. Thế không biết là anh Phạm Trường đá vị trí nào ạ? Phạm Trường thì nói chung đá rất là đa năng, không chuyên nhưng mà nó sẽ đá hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo được hết. Nhưng mà sở trường của Phạm Trường là tiền vệ tấn công. Ồ, con lốc đường biên chạy nhanh hơn bóng đúng không ạ? Đúng, nhiều lúc chạy qua mặt bóng luôn. Vâng, rất là tiếc là tôi vẫn chưa từng được xem ca sĩ Phạm Trường thể hiện cái tài năng của mình trên sân như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể biết ngay cái tài năng ở trên sân khấu của ca sĩ Phạm Trường. Không biết là người ta nhớ đến ca sĩ Phạm Trường bởi cái ca khúc nào ạ? Trường nghĩ là Phạm Trường tôi biết đến từ một cái bài hát mà cũng khá là lâu rồi, cách đây khoảng 4 năm rồi. Đó là bài hát Trăng Chỉ Trắng của Phạm Trường. Vậy thì ca sĩ Phạm Trường có thể trình bày một đoạn của ca khúc này được không? Tất nhiên là chuyện này đơn giản lắm. Xin mời tất cả quý vị nghe một vài đoạn của Phạm Trường hay không nha, gửi tặng tất cả quý vị nè. Mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ một ngày như thế. Các sĩ Phạm Trường bắt đầu xem World Cup là từ năm nào? Phạm Trường từ thời mà còn đi học ở quê thì đã xem rồi, nhưng mà lúc đó thì nói chung thì mình còn nhỏ nên không nhớ lắm. Nhưng mà đúng cái thời mà Phạm Trường còn nhớ là TV còn trắng đen à. Vâng, thì Phạm Trường đã xem rồi, nhưng mà lúc đó mình không nhớ, mình chỉ là biết là xem thôi, nhưng mà không nhớ những trận như thế nào hay cầu thủ như thế nào. Vậy thì mới đây thì sao ạ? Mới đây thì nhớ nhất thì cái vòng chung kết World Cup diễn ra mà năm 2010 á, thì Phạm Trường xem rất là nhiều trận, nhưng mà Phạm Trường chỉ là tập trung nhớ nhất ở cái trận chung kết mà Tây Ban Nha đã thắng tối thiểu 1-0 trước Hà Lan ngay phút 117 mà do Iniesta đã ghi bàn đó. Vâng, rõ ràng lúc đó thì những cái cảm xúc vỡ òa. Và không biết là anh Phạm Trường yêu thích đội nào ạ? Thì mình là một người yêu bóng đá, cho nên là tất cả những đội mà có lối chơi kỹ thuật, khoa học hoặc là có lối tấn công đẹp mắt thì Phạm Trường đều yêu thích hết. Riêng Đức thì Phạm Trường không tính rồi. Bây giờ thì Argentina cũng là một đội bóng Phạm Trường rất là tâm mê những cái ngôi sao của họ. Ví dụ như là Messi, Di Maria. Thì Phạm Trường rất là thích mỗi khi mà những hướng này đá câu lạc bộ cũng vậy, Phạm Trưởng cũng sẽ bỏ thời gian ra để theo dõi cái trận mà họ tham gia. Vào đêm nay thì Argentina sẽ đối đầu với đội tuyển Iran, và rõ ràng xét về tương quan lực lượng thì Argentina được đánh giá cao hơn rất nhiều, và chúng tôi cũng rất muốn có một vài câu hỏi nhỏ để có thể thử thách ca sĩ Phạm Trưởng. Không biết là anh đã sẵn sàng? Vâng, sẵn sàng. Vâng, câu hỏi đầu tiên. Argentina đã mấy lần vô địch thế giới? A 2 lần, B 3 lần hay C 4 lần? Tưởng
không nhớ rõ lắm, nhớ là 2-3 lần gì đó. Cũng vậy, đâu là câu trả lời cuối cùng của ca sĩ Văn Trường? Mình là 2 lần, của anh em. À vâng, rất chính xác ạ. Messi đã bao nhiêu lần qua đội tuyển quốc gia Argentina? A 85, B 86 hay C 87? Cái này khó ha. 85, 86, 87 thì ông Dũng cũng nhớ cũng nhiều đó, cũng tám mấy đấy. Tưởng anh có thể dựa vào năm sinh của mình để suy đoán. Vậy là 85 đúng không? 85 không, không. Đấy là tôi chỉ gợi ý như vậy thôi. Vậy là anh đã biết là năm sinh của ông Dũng là 85. Rồi còn người chắc là nghĩa 85 rồi đúng không ạ? Nhưng mà nó lại là dựa vào năm sinh của tôi. Cũng là 86. 86 Vào đêm nay thì Argentina sẽ đối đầu với đội tuyển Iran, và rõ ràng xét về tương quan lực lượng thì Argentina được đánh giá cao hơn rất nhiều. Vậy thì anh dự đoán như thế nào về kết quả của trận này? Tầm trưởng đoán Iran với lại Argentina thì chiến thắng thuộc về Argentina là rất là cao, nhưng mà có thể bán tỷ số. Đúng vậy, anh dự đoán tỷ số. Tỷ số trận này tầm trưởng nghĩ là chắc 3-0. Như vậy thì đây. Vâng, 3-0 là dự đoán của ca sĩ Phạm Trường, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào một trận đấu rất hấp dẫn giữa Argentina và Iran. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Phạm Trường. Và quý vị và các bạn hãy nhớ khung giờ quen thuộc của World Cup của nghệ sĩ 11:50 trên VTV3.